Như Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada và cảm ơn quý vị luôn theo dõi cũng như là đồng hành góp ý cho bản tin mỗi ngày. Và mời quý vị cập nhật những tin tức liên quan tới bất động sản trong bản tin ngày hôm nay. Mở đầu là những cảnh báo về kẻ lừa đảo tống tiền nạn nhân bằng cách là đe dọa gửi ảnh chụp nhà của mình thưa quý vị. Và theo cảnh báo mới nhất từ Cảnh sát Hoàng gia Canada tại Metro Vancouver, thì những kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng những cái email để tống tiền nạn nhân bằng cách là đe dọa sẽ tiết lộ hình ảnh, video và thông tin cá nhân nhạy cảm cho bạn bè và người thân của họ. Cảnh sát Hoàng gia Canada tại Coquitlam cũng cho biết rằng đội cảnh sát địa phương đã nhận được tới 18 báo cáo về những vụ lừa đảo ở trong tuần qua. Và trong đó những kẻ gọi là những kẻ lừa đảo, thưa quý vị, thường gửi những ảnh chụp nhà của nạn nhân để ám chỉ rằng chúng sở hữu một kho thông tin cá nhân của họ. Và các nhà điều tra cho biết rằng những hình ảnh chụp những cái ngôi nhà có nguồn gốc từ các tìm kiếm ở trên trực tuyến đơn giản chứ không phải là do những kẻ thủ ác đã có được thông tin của quý vị. Tuy nhiên thì tất nhiên điều này khi mà chúng ta nhận được những cái bức thư như vậy cũng làm cho gia đình hết sức lo ngại. Và nạn nhân thường được yêu cầu cũng như là hướng dẫn là phải gửi tiền vào một cái ví Bitcoin. Nếu không thì những hình ảnh và thông tin nhạy cảm này sẽ được gửi đến những người thân của họ cũng như là những người mà có thể gây tổn thất. Vụ lừa đảo này có vẻ là thuyết phục vì những kẻ thủ ác đã liên lạc trực tiếp với nạn nhân và cung cấp thông tin cá nhân nguồn mở để tiếp tục thực hiện vụ lừa đảo. Và chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng rằng hãy luôn cảnh giác với những kẻ lừa đảo này và báo ngay cho cảnh sát. Người phát ngôn của RCMP của Coquitlam cũng cho biết rằng không có một nạn nhân nào đã báo cáo vụ lừa đảo với cảnh sát gửi tiền cho những kẻ lừa đảo trên. Và đồng thời cũng nói thêm những kẻ lừa đảo này có thể là trông rất là thuyết phục, sử dụng những chiến thuật có tính chất là dụ dỗ, gây áp lực và đe dọa. Và các nhà chức trách cũng đang yêu cầu bất kỳ ai mà gặp phải những vụ tống tiền như vậy thì hãy cảnh báo cũng như là báo ngay cho cảnh sát. Bất kỳ ai trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến đều được khuyến cáo ngay lập tức ngừng mọi liên lạc với kẻ lừa đảo và hủy kích hoạt, nhưng mà không xóa bất kỳ một tài khoản nào được sử dụng để liên lạc với kẻ lừa đảo. Hãy giữ lại thư từ, giữ lại thông tin như là tên của người dùng đó, hay là thông tin tài khoản mạng xã hội, bản sao của những thông tin liên lạc hay là những bức thư đe dọa, cùng với bất kỳ những hình ảnh hoặc là video nào mà những kẻ lừa đảo này đã gửi cho quý vị. Trung tâm chống gian lận Canada duy trì cơ sở dữ liệu về những vụ lừa đảo và gian lận gần đây, cũng như là những nguồn lực dành cho nạn nhân và những người mà muốn tránh trở thành nạn nhân. Trung tâm này cho biết, thưa quý vị, họ đã giúp thu hồi được khoảng 7 triệu đô bị mất vào tay của những kẻ lừa đảo ở Canada từ năm 2021 cho đến năm 2023. Và theo dữ liệu do cơ quan này tổng hợp, thì ước tính có 569 triệu đô đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo ở Canada vào năm ngoái. Trong khi tính tới thời điểm hiện tại trong năm nay, con số đã mất là 284 triệu đô. Và một lần nữa thì chúng ta hãy hết sức cẩn trọng trong thời buổi hiện nay. Thưa quý vị, việc khởi công xây dựng nhà ở tại 6 thành phố lớn của Canada đã được tiến hành, nhưng mà việc xây dựng vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách nguồn cung. Đây là những thông tin theo Tập đoàn Nhà ở và Thế chấp Canada đã cho biết về việc xây dựng nhà ở mới tại 6 thành phố lớn nhất của đất nước chúng ta đã tăng 4% so với năm ngoái trong nửa đầu năm 2024. Nhưng mà việc này vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Cơ quan này cho biết rằng là sự gia tăng trong việc khởi công xây dựng nhà ở là do mức tăng đáng kể ở những thành phố như là Calgary, Edmonton và Montreal, trong khi Toronto, Vancouver và Ottawa đang chứng kiến một mức giảm từ 10 cho đến 20% vào cùng kỳ năm ngoái. Và tổng cộng, thưa quý vị, có 68.639 căn nhà đã bắt đầu được xây dựng và đây là một con số mạnh thứ hai kể từ năm 1990. Tuy nhiên, tỷ lệ khởi công xây dựng nhà ở bình quân trên đầu người có nghĩa là hoạt động này vẫn ở mức trung bình ở trong lịch sử và không đủ để có thể thu hẹp những khoảng cách về nguồn cung hiện tại cũng như là không thể cải thiện được khả năng chi trả cho người dân Canada. Việc khởi công xây dựng nhà ở tại hai thị trường lớn nhất của Canada là Toronto và Vancouver đã bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về truyền thống như là chi phí cao, sự chậm trễ ở trong quy hoạch, nhưng mà cũng đang phải đối mặt với những rào cản bổ sung đó là lãi suất cao trong nửa đầu năm. Theo Phó Kinh tế trưởng của CMHC đã cho biết rằng,
Việc xây dựng một số công trình cao tầng này rất là nhạy cảm với lãi suất và điều đó gây ra một chút cản trở, đặc biệt là đối với những căn condo. Những người mua cá nhân hay là những nhà đầu tư cá nhân không muốn bỏ tiền ra và điều đó đã dẫn tới việc mà phải tạm dừng xây dựng những căn condo. Theo báo cáo, số căn condo khởi công tại 6 khu vực được khảo sát đã tăng lên 2,5%, từ 49.117 căn do việc xây dựng những căn condo mới cho thuê, vì gần một nửa số căn condo khởi công trong nửa đầu năm 2024 là những căn condo cho thuê được xây dựng có mục đích. Nhưng mà số căn condo khởi công cũng đã giảm trong 6 tháng đầu năm tại hầu hết các thành phố, và đây là một xu hướng mà các cơ quan dự đoán sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về thiết yếu khi các nhà phát triển đang phải vật lộn để đạt được doanh số bán trước khi mà xây dựng tối thiểu theo yêu cầu. Tại khu vực đại đô thị Toronto, thưa quý vị, thì sự kết hợp giữa lãi suất cao và sự gia tăng trong việc hoàn thành những căn condo mới có nghĩa là hoạt động bán hàng không hấp thụ đủ nhanh trong nguồn cung. Chúng tôi cần rất nhiều những căn condo cho thuê được xây dựng có mục đích tại Toronto, nhưng mà chúng tôi cũng cần rất nhiều các công trình condo đó cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc là cho người mua để xây dựng. Và mối quan tâm hiện tại của chúng tôi đó là chúng ta vẫn chưa thấy hồi kết. Hệ thống nhà ở còn nhiều chậm trễ, cần thời gian để được chấp nhận và cần thời gian để có được nguồn tài chính. Vì vậy, tôi phải thừa nhận với quý vị rằng tôi hơi lo ngại rằng tình hình ở thành phố Toronto sẽ không nhanh chóng được cải thiện. Trong khi đó, nhà ở vẫn là một vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của tỉnh bang BC hiện nay, trong bối cảnh mà giá cho thuê nhà cao và danh sách nhà ở cao vẫn đang diễn ra. Và báo cáo của cơ quan này cho biết rằng sự sụt giảm trong vấn đề xây dựng những căn nhà mới ở Vancouver thì lại liên quan tới doanh số bán chậm, chi phí tài chính cao đã làm giảm lợi nhuận, hay là xây dựng cho thuê tiếp tục chiếm một tỷ trọng ngày càng tăng trong những dự án xây dựng căn hộ mới, được hỗ trợ bởi các chính sách và ưu đãi của chính phủ. Nhưng báo cáo cũng lưu ý rằng những thay đổi đối với chính sách mà phân vùng của tỉnh và thành phố nhằm tăng mật độ có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho nguồn cung nhà ở trong tương lai. Nhiều nhà cho thuê được xây dựng có mục đích hơn và đang được xây dựng sẽ giúp giải quyết được những thách thức về khả năng chi trả trong tương lai bằng cách là tăng tỷ lệ nhà trống và kiểm soát giá cho thuê. Một lần nữa nói về Toronto và Vancouver đã trở nên quá đắt đỏ nếu như quý vị muốn mua nhà, nên là việc mà tìm một nơi để thuê cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với mọi người hiện nay. Nếu như họ muốn có việc làm ở Toronto và Vancouver, họ có thể sẽ phải tham gia vào hệ thống cho thuê nhà. Vì vậy, thực tế là ngày càng có nhiều đơn vị như vậy được xây dựng với thực sự mục đích là cho thuê. Nhà kinh tế học này cũng đã nói thêm rằng, dự báo chi phí vay tiếp tục giảm vào giữa năm 2025 sẽ có một tác động mới để có thể xây dựng nhiều công trình hơn. Nhu cầu thì có, nhưng rõ ràng là phép toán cần phải có hiệu quả. Các nhà phát triển sẵn sàng xây dựng, nhưng mà họ cần kiểm soát chi phí của mình và lãi suất thấp hơn sẽ là một cách để có thể thực hiện điều đó dễ dàng hơn. Và thưa quý vị, khi mà nói về giá cả nhà ở hiện nay thì mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây giới thiệu dành cho những quý vị nào quan tâm tới việc sinh sống hoặc là đầu tư tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta hiện nay. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người trở lại với chương trình Bất Động Sản tại Canada. Mình là Nga Jenna Nguyễn, là Realtor ở Remax Realty Central ở thành phố Calgary, Alberta. Thì hôm nay Nga đang có mặt ở khu nhà ở West Spring. Thì cách đây 6 tháng là Nga là Realtor đã giúp cho cái người khách hàng của Nga mua ở căn nhà này. Thì hôm nay nhân dịp này mình trở lại đây để mà thăm khách hàng của mình, thì Nga muốn nói với mọi người một chút xíu về khu vực West ở khu Calgary. Thì theo như mọi người biết đó là Calgary Real Estate Board chia thành phố Calgary ra làm 8 khu vực, trong đó khu vực West thì là một khu vực theo Nga nghĩ là tốt nhất và giá nhà trung bình cũng là đắt nhất ở thành phố Calgary này. Thì ở đây có những cái community rất là tiêu biểu như là West Spring, Aspen, Signal Hill, Cougar Ridge, có rất là nhiều cái community rất là nổi tiếng bởi vì nó nhà rất là đẹp, tốt và trường học ở đây tốt. Hầu hết những cái trường học private school mà bạn phải đóng tiền cho con dao động từ 15 cho đến 25 ngàn một năm thì đều tập trung ở khu vực West này. Ví dụ tiêu biểu như là Weber, Foothill, Rundle.
Hầu hết những căn nhà triệu đô của thành phố Calgary thì tập trung ở khu West này. Nghĩa là những cái nhà mà bạn thấy rất là đẹp, 2-3 triệu đô hầu hết là tập trung ở khu vực này. Nhưng mà với tầm khoảng bao nhiêu thì bạn có thể mua được một căn single house ở đây? Thì đâu đó khoảng tầm ít nhất là 700-800 thì bạn có thể mua được một căn nhà ở đây. Ví dụ mà căn nhà Nga đang đứng thì lúc đó Nga mua lời khoảng 700 mấy, dưới 800 là mình có thể mua được ở khu vực này. Thì khi mà khách hàng của Nga tìm đến Nga và mục tiêu của bạn đặt ra là bạn muốn nhà phải ở khu West, trường học tốt, nếu được thì có thể đi bộ đến trường, thì rất là may mắn là mình đã tìm được cái căn nhà mà mới phù hợp với lại khách hàng của mình. Căn nhà này lúc đó mình nhớ là mình khách hàng của mình mua cách đây 6 tháng, thì lúc đó là seller market, có nghĩa là Nga nhớ là một cái nhà khi mà nó lên market thì Nga phải đấu giá với là 5 với 10 người là chuyện bình thường. Thì sau rất là nhiều lần thua, đấu giá thua, thì cuối cùng tụi mình đã may mắn tìm được cái căn nhà này. Lúc đó cũng đấu giá nhưng mà không với quá nhiều người, và tụi mình không phải thêm quá nhiều so với là asking price. Không chỉ nổi tiếng về các private school, khu West còn nổi tiếng bởi có rất là nhiều trường public school rất là tốt. Ngoài ra, khu West cũng có những cái amenity khác, như là ở đây thì có một cái Costco Taza, là một trong những cái Costco lớn nhất ở Calgary. Cái Costco này đã nổi tiếng bởi vì là nó nằm trên đất của người da đỏ, cho nên tiền xăng là rẻ nhất so với những cái Costco khác. Thì từ cái nhà mà Nga đang đứng này thì bạn lái xe chỉ khoảng 10 phút là đến Costco Taza. Nói về recreation thì ở đây có một cái khu vực recreation rất là lớn, gọi là Westside Recreation Center. Thì ở đó nếu như bạn có con thì con bạn muốn tham gia các hoạt động thể thao gì cũng có cả. Thì cho đến tận bây giờ, khách hàng Nga vẫn có rất là nhiều khách hàng muốn tìm nhà ở khu vực này, và budget phần lớn dao động từ 800 cho đến 1 triệu. Tại vì đó là những cái nhà mà tầm trung ở khu vực West này. Thì với budget đó bạn có thể tìm được nhà đâu đó khoảng 1.800 cho đến 2.300 square feet, 3-4 phòng ngủ, double attached garage. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của một khách hàng của Nga đã mua căn nhà này cách đây vài tháng. Từ lúc mà mình được approve cái mortgage á, là mình được bạn thân của mình giới thiệu đến chị Nga. Thì với cái căn nhà này, căn nhà đầu tiên và mình nghĩ là căn duy nhất mình sẽ mua, nên mình biết rất rõ những cái tiêu chí của mình. Thứ nhất là cái khu phải thiệt tốt, khu West. Thứ hai là cái trường phải thật tốt. Nhà, căn nhà nhỏ nhưng mà cái lot đất phải rộng. Và cái sân sau phải rất rộng, mấy đứa con chơi soccer. Trong lúc mình mua thì mình nhớ cái thời điểm mình đi săn nhà là sau Christmas, là tháng 1, tháng 2. Thì lúc đó là mùa đông, mình không bao giờ nghĩ là mua nhà nó sẽ khó. Nhưng mà thật sự lúc đó là cái bidding war đúng là thật sự là seller market. Thì mình cũng coi rất là căn Christie Park, những căn ở xung quanh ở khu West. Thì mình nhớ là mình thua 8-9 căn. Và lúc đó mình nghĩ là thôi, gần như là give up rồi. Nhưng mà lúc đó mẹ mình nói với Nga cũng nói vô là mua nhà là phải có cái duyên. Thì mình lúc nào cứ mở mắt ra là coi căn mới lên ở West Ring. Thì mình thấy cái căn này thì cái giá rất là trong cái tầm với. Và cái nhà nhỏ nhưng mà cái miếng đất rất là rộng. Thì mình nói giờ Nga mình coi thử căn này. Thật sự là mình nếu mà cái nhà mình có duyên, cái nhà đó đợi mình thì mình sẽ mua được. Và thật ra thì đúng là có duyên và mình rất là thích cái căn này. Mình vô, nhìn vô cái sân, nó ôi đây là cái sân mình thật sự mình muốn cho con mình. Thì nó thôi bây giờ Nga chơi luôn đi, Nga hai mình over asking chơi 20.000, 30.000 luôn. Lúc đó Nga cũng rất là considerate, Nga nghĩ đến khách hàng. Nói không, bây giờ mình phải coi là bao nhiêu người đấu giá. Nếu mà nhiều người thì mình sẽ lên 20-30.000, nếu mà chỉ có một hay hai người thì mình ít thôi 5-6.000. Và thật ra đúng là may với sự giúp đỡ của Nga, rất là thật tình giúp đỡ khách hàng. Thì mình chỉ cần over asking 6.000 và có được căn nhà này. Tuyệt vời. Nga the best. Thì lúc trước mình chỉ nghe nói thôi là khu West Ring trường rất là tốt. Khu vực rất là an ninh, khu thuộc lại tốt của Calgary. Nhưng mà mình không nghĩ là cái
cái kinh nghiệm của mình sau đây 6 tháng ở á, thì nó quá sức mong đợi đi. Cái neighborhood quá tốt đi, rất là yên tĩnh. Xung quanh là sáng sớm chỉ nghe tiếng chó sủa thôi và tiếng chim hót, ngoài ra không một tiếng gì hết, không có siren, không có tiếng người ta cãi lộn như tiếng xe buýt như là cái khu mình ở lúc trước. Và hàng xóm rất là lịch sự, rất là respect mình. Không bao giờ mình không có nosy gì, không bao giờ hỏi han, chỉ gặp hello rồi thôi. Rồi con cái mình đi học á là tự đi và mình rất là an tâm. Khi mà mình để ý là khi mình lái xe xung quanh đây á, thấy có con nít là người ta tự động, mặc dù không trong school zone khu dưới này nè, thấy con nít là người ta tự động chạy chậm lại và nhường người ta qua đường. Và con nít cũng vậy. Về cái dịch vụ mà Nga đem đến cho mình thật sự rất là tuyệt vời. Về cái lúc mà mình đang đấu giá mua nhà cho tới khi mà mình có được căn nhà rồi, và sau đó những cái thắc mắc của mình sau khi đã có được căn nhà rồi thì gọi lúc nào Nga cũng trả lời, và nhiều lúc còn chạy tới đây để mà giúp mình nữa, thì mình rất là appreciate chuyện đó. Mình nghĩ làm việc được với nhau cũng là cái duyên, mà mình rất là cảm ơn Nga và cảm ơn con để giúp mình có được cơ hội làm việc với Nga. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hành trình của Nga ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua bán bất động sản tại thành phố Calgary, vui lòng liên lạc với Nga theo số điện thoại 403-918-7997 và email của Nga là jannanguyen.realestate@gmail.com. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Mimi Nguyễn, chuyên viên mortgage, gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, hiện đang làm việc với nhiều ngân hàng lớn tại Canada, giúp đỡ tài chính cho khách hàng gặp khó khăn khi mua nhà, như công việc làm tiền mặt, điểm credit chưa tốt, có nhiều nợ, mua nhà lần đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba. Mọi thắc mắc xin liên lạc 647-896-4328. Thưa quý vị, chi tiêu cải tạo nhà tăng tới 300 tỷ đô trong đại dịch, và đây là những thông tin trong một báo cáo mới nhất đã cho biết rằng việc tăng chi tiêu cho việc mà chúng ta cải tạo nhà trong thời kỳ đại dịch đã góp phần làm tăng giá nhà ở những cái ngôi nhà, ví dụ là single house, mặc dù thị trường đang vẫn phải chịu áp lực. Và báo cáo của Remax Canada đã xem xét sự phát triển của nguồn cung nhà ở cũng như là các xu hướng đã ảnh hưởng tới giá trị nhà ở tại khu vực Toronto và Vancouver, hai thị trường bất động sản lớn nhất của đất nước Canada. Và chi tiêu cải tạo nhà ở trên toàn quốc cũng đã tăng ước tính là 300 tỷ đô từ khoảng thời gian 2019 cho đến 2023, và dẫn đầu là những dự án cải tạo và phục hồi nhà ở tại thị trường Toronto, Vancouver. Con số này đã tăng 8% so với năm trước, và việc mà phục hồi nhà vẫn là một trong những yếu tố bị đánh giá thấp nhất khiến cho giá nhà tăng cao. Tuy nhiên là bối cảnh đang thay đổi khi mà một lượng tiền khổng lồ đã được đổ vào việc cải tạo một ngôi nhà, trong khi việc lấp đầy đang định hình các thành phố, các khu phố, đặc biệt là ở những khu vực mà giá trị của những công trình hiện có không theo kịp giá trị đất đai tăng lên. Và trong quy hoạch đô thị thì lấp đầy là xây dựng ở trên đất chưa được sử dụng hết trong những khu vực hiện hữu đã được phát triển rộng rãi, thưa quý vị. Và một ví dụ điển hình đó là những ngôi nhà gỗ, gọi là những ngôi nhà gỗ nhỏ ở thời chiến, hoặc là những ngôi nhà 2 tầng nhỏ vẫn là mục tiêu chính. Nó đã mở đường cho những công trình xây dựng theo yêu cầu để giúp biến những khu dân cư của tầng lớp lao động thành những nơi đang phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Remax Canada Alexander đã cho biết rằng các dự án cải tạo và phục hồi đang ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung nhà ở và khả năng chi trả. Với tất cả những khu đất có sẵn ở trong thành phố dành cho xây dựng mật độ cao, những nhà riêng biệt đang nhanh chóng trở thành một con kỳ lân. Những chủ nhà hiện tại không thể tìm thấy những gì mà họ muốn ở trên thị trường, sẽ mua một ngôi nhà cũ ở khu vực mà họ lựa chọn và cải tạo hoặc là xây dựng mới nó theo ý muốn của mình. Và chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ mạnh mẽ hơn trong những năm tới và sẽ thúc đẩy giá nhà riêng biệt tăng trưởng cao hơn nữa. Trong cùng giai đoạn 2019-2023, giá trị mà giấy phép xây dựng nhà ở được cấp cho nhà ở gia đình đơn lẻ tại khu vực Toronto và Vancouver chỉ ở mức đơn là 27 tỷ đô, theo dữ liệu thống kê của cơ quan Canada được trích dẫn trong báo cáo. Và con số này giảm gần 24% so với giai đoạn của 5 năm trước,
khi mà có tới 33,7 tỷ đô giấy phép xây dựng nhà ở được cấp vào trong danh mục nhà ở gia đình đơn lẻ. Và xu hướng cải tạo cũng như là lấp đầy, không có gì ngạc nhiên khi mà gần 30% quỹ nhà ở hiện nay tại khu vực đại đô thị Toronto và ước tính 20% ở Vancouver được xây dựng từ những năm 1960 hoặc là trước đó, thưa quý vị. Báo cáo lưu ý rằng chi phí cải tạo những ngôi nhà cũ có những vấn đề không thể đoán trước được và có thể nhanh chóng vượt quá ngân sách của quý vị. Và việc mà thúc đẩy sử dụng tốt nhất quỹ đất đai khan hiếm hiện nay đã khiến cho chủ nhà và nhà xây dựng đang nỗ lực tối đa hóa diện tích hoặc là tăng mật độ trên các khu đất xây dựng riêng lẻ ở những khu vực đại đô thị truyền thống. Và tiếp theo thưa quý vị, một lần nữa thì chúng ta sẽ cùng nói kỹ hơn về những thay đổi về thế chấp, đó là gia nhập thị trường nhà ở giá rẻ hơn nhưng mà lại với chi phí cao hơn. Chính phủ liên bang, như quý vị đã biết, đã công bố thông tin chi tiết về kế hoạch cải tạo thế chấp dành cho người Canada vào đầu tuần. Và họ cũng đã nêu rõ rằng những thay đổi về điều kiện đủ để được thanh toán trước đã tốt hơn và cũng như là thời gian mà khấu hao, gọi là mortgage, thì cũng đã kéo dài hơn, dành nhiều cơ hội hơn cho những người mua nhà. Bộ Tài chính cho biết rằng hai thay đổi chính sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 12 năm nay 2024. Đầu tiên, đó là tăng mức trần hiện tại là 1 triệu đô cho những khoản thế chấp được bảo hiểm và lên 1,5 triệu đô. Mở rộng điều kiện đủ để được khấu hao thế chấp trong 30 năm cho những người mua nhà lần đầu và những người mà xây dựng nhà mới. Điều này có nghĩa là những người mua nhà đủ điều kiện được thanh toán trước sẽ thấp hơn và thời gian để trả nợ sẽ dài hơn. Đây là một hành động sẽ hạ thấp rào cản gia nhập thị trường nhà ở và giảm những khoản thanh toán hàng tháng, nhưng mà cũng sẽ làm tăng tổng chi phí cho quý vị để trả nợ thế chấp cho những người mà tận dụng những yêu cầu nới lỏng trên. Nói về mức thanh toán ban đầu mới, trước đây thì bất kỳ ai mua nhà với giá là 1 triệu đô đều phải trả trước tối thiểu là 20% để có thể đủ điều kiện thế chấp được bảo hiểm, thưa quý vị. Và mức giới hạn đó đang được tăng lên là 1,5 triệu đô. Và nó được cho là mở ra một cơ hội cho những người ở những thành phố lớn như là Toronto và Vancouver, nơi mà giá nhà trung bình đã vượt mốc 1 triệu đô. Những người mua đó hiện có thể sẽ trả khoản thanh toán ban đầu thấp hơn. Và theo cấu trúc hiện tại, dành cho những ngôi nhà mà dưới 1 triệu đô, tức là 5% của 500.000 đô đầu tiên, cộng với 10% chi phí còn lại từ 500.000 đô đến 1,5 triệu đô. Và đây là một thay đổi đáng kể đối với những ngôi nhà mà có giá từ 1 triệu cho đến 1,5 triệu đô. Và một thay đổi đã làm giảm giá của khoản thanh toán của quý vị ban đầu tối thiểu hơn tới 100.000 đô. Và giá nhà thay đổi tùy theo tỉnh, cũng như là số tiền tối thiểu cần thiết để mua một ngôi nhà trung bình cũng vậy. Thay đổi thứ hai, thưa quý vị, đó là thời gian khấu hao thế chấp. Các khoản thế chấp được cấu trúc sao cho khoản vay được trả hết theo các đợt bằng nhau, thường là trong vòng 20 năm. Thời gian khấu hao dài hơn có nghĩa là chi phí hàng tháng thấp hơn. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng thời gian để trả lãi và trả gốc thì lại lâu hơn. Trước đây, đối với những người mà có khoản thanh toán ban đầu dưới 20%, thời gian khấu hao tối đa được phép đó là 25 năm. Theo kế hoạch mới của chính phủ, những người mua nhà lần đầu và những người mà xây nhà đủ điều kiện được hưởng 30 năm và không cần phải đáp ứng ngưỡng 20% trả trước. Việc kéo dài thời gian trả nợ có thể giúp giảm chi phí thế chấp hàng tháng xuống. Và tất nhiên nó sẽ có lợi ích cho một số người. Nhưng mà trong khi chi phí hàng tháng giảm, tổng chi phí trả nợ thế chấp lại tăng đáng kể. Cụ thể hơn, thì các chuyên gia cũng đã đưa ra một ví dụ rằng một người mà trả tiền mua một ngôi nhà trung bình ở BC với khoản thanh toán ban đầu tối thiểu với lãi suất là 5%, có thể giảm một khoản thanh toán tương đương là 400 đô mỗi tháng cho khoản thế chấp 30 năm so với khoản thế chấp là 20 năm. Và tất nhiên con số mỗi tháng 400 đô là một con số cũng khá lớn. Nhưng mà khi kết thúc thời gian khấu hao, người đó cuối cùng sẽ phải chi thêm khoảng 150.000 đô tính riêng cho tiền lãi về khoản vay thế chấp của mình, thưa quý vị, sau khi 30 năm mà chúng ta trả hết. Như vậy thì đây cũng sẽ là cơ hội và cũng là thách thức cho tất cả những người mua nhà. Không biết ý kiến cũng như là suy nghĩ của quý vị như thế nào, rất mong nhận được sự chia sẻ của quý vị cho bản tin. Julie rất cảm ơn quý vị.
Và bản tin Địa Ốc ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và để lại bình luận. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada. Lãi suất đã giảm thêm và mang đến cho người mua nhà nhiều cơ hội hơn. Và Sumi Detox mới ở trên thị trường, gồm 5 phòng ngủ, 3 washroom, không gian sóng rộng rãi, tọa lạc tại North York, có sân sau riêng, 5 chỗ parking, finished basement và lối đi riêng. Cơ hội vừa ở vừa tăng thêm thu nhập. Giá chào bán 1.199.000. Gần với công viên, gần các trường học lớn, chỉ 5 phút lái xe đến York University, đầy đủ siêu thị và các tiện ích xung quanh. Xin liên lạc Realtor Hiệp Nguyễn để biết thêm thông tin chi tiết. Số điện thoại 647-261-1980.